Xin đang kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh thì chiều hôm nay là thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại trái cây như mít thái, giá nhãn hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý bác, quý chị đang có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có biến động khá là mạnh so với lúc sáng. Thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay thì giá quay đầu giảm khá là mạnh nha quý bà con. Long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì loại 1 dao động từ 30 đến 31 ngàn, loại 2 dao động từ 25 ngàn, loại 3 dao động từ 20, loại 4 dao động từ 15 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nha quý bà con, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng thì tương đối ổn định trong thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây thì giá cũng ít biến động so với thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột trắng loại 1 dao động từ 14 đến 16 ngàn, loại 2 dao động từ 10 hàng sàn dao động từ 32 ngàn đến 13 ngàn. Đây là giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây. Giá thương lái thu mua tại vựa, mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 ngàn. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì vò đẹp dao động từ 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn, và sàn thì 11 ngàn, 12 ngàn, 13 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động từ 6 ngàn đến 8 ngàn giá tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 27 đến 28 ngàn, loại 2 dao động từ 23 ngàn, 22 đến 23 ngàn, còn loại 3 thì dao động từ 18 ngàn. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Hàng giạt ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì dao động từ 8 đến 10 ngàn. Đối với thanh long ruột đỏ thì hàng giạt dao động từ 8 đến 10 ngàn tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.